Ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel Hùng Mai, mình là Dũng Đuổi đây. Như thế là anh em đã biết thì gần đây Samsung cũng đã cho ra mắt chiếc Samsung Galaxy Note 9 với mức giá đâu đó loanh quanh trong khoảng 25 triệu đồng, mình nhớ loanh quanh khoảng như thế. Còn đối với phiên bản 512GB thì các bạn sẽ mất độ khoảng 30 triệu đồng thì mới có thể mua được. Và mình thấy thật sự với cái mức giá đấy thì nó không xứng đáng một tí nào cả. Và cái thời điểm bây giờ chính là một cái thời điểm mà các bạn nên mua những cái sản phẩm flagship cũ. Điển hình như thế trên tay mình chính là chiếc Samsung Galaxy Note 8 thay vì chiếc Note 9. Note 8 hiện tại bây giờ đang có mức giá rẻ hơn so với lại Note 9 là khoảng 10 triệu đồng. Các bạn có thể tham khảo cả bản Hàn, Line New, bản Mỹ hay là các cái bản mới, bản cũ, các thứ thì nó chênh nhau khoảng đó. Ở trong video này thì mình sẽ nói ra những cái quan điểm của mình là tại sao ở cái thời điểm hiện tại các bạn nên mua chiếc Samsung Galaxy Note 8 thay vì chiếc Note 9. Nếu mà anh em đang phân vân không biết nên mua chiếc Note 8 hay là chúng ta sẽ nâng cấp lên thẳng chiếc Note 9 thì chắc chắn là phải xem cái video này. Ok, cùng mình tìm hiểu nhé. Ở thời điểm hiện tại thì chỉ cần bỏ ra khoảng 11 triệu là các bạn đã có thể mua được chiếc Samsung Galaxy Note 8 rồi đối với phiên bản Mỹ Line New. Và đây là một chiếc máy được ra cùng thời với chiếc iPhone X, cho nên nếu mà nói về hiệu năng thì chắc chắn chiếc máy này không hề tầm thường tí nào. Và đó cũng là cái điểm đầu tiên mà mình muốn nói cho các bạn luôn, đó chính là về hiệu năng. Galaxy Note 9 và Note 8 thì tuy có khác nhau về con chip và cái hiệu năng cho trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 thì tất nhiên là cao hơn so với chiếc Note 8, nhưng mà chiếc Samsung Galaxy Note 8 thì vẫn cho một cái hiệu năng rất là bá đạo trong phân khúc của nó. Điểm AnTuTu trên máy cho lên khoảng gần 200.000 điểm qua nhiều lần đo. Và khi mà các bạn cập nhật lên Android 8.1 thì chiếc máy này còn cho cái điểm AnTuTu thậm chí còn trên 200.000 điểm nữa cơ. Với cái cấu hình như thế này thì chiếc Note 8 hoàn toàn thể sử dụng trong ít nhất khoảng 3-4 năm nữa là một điều rất là bình thường luôn. Các bạn hãy nhớ rằng ở thời điểm hiện tại thì chiếc Samsung Galaxy Note 9 có mức giá cao hơn chiếc Note 8 khoảng gần 10 triệu đồng cơ. Cho nên cái việc nó có hiệu năng cao hơn đó là một cái điều hiển nhiên rồi. Tuy nhiên cái mà mình đặt lên bàn cân ở đây nó chính là về cái giá trị sử dụng ở thời điểm hiện tại. Thứ hai đó chính là về thiết kế thì thiết kế xuất sắc của chiếc Note 8 sẽ không bao giờ gọi là lỗi thời so với chiếc Samsung Galaxy Note 9. Tràn màn hình chính là một cái thuật ngữ mới trên vài thiết bị trong năm 2017. Và Samsung đã cho ra đời một cái thuật ngữ khác đó chính là màn hình vô cực hay còn gọi là Infinity Display với tỷ lệ màn hình là 18:5:9. Và cái điều hiển nhiên là trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 thì vẫn sử dụng cái màn hình này nhưng kích thước chỉ lớn hơn khoảng 0,1 inch mà thôi, không đủ để chúng ta cảm nhận được. Chiếc Note 8 của chúng ta thì vẫn tiếp tục thừa kế cái màn hình vô cực 6,3 inch độ phân giải là quang HD, rất là sắc nét luôn, phá vỡ mọi cái khuôn khổ về giới hạn. Màn hình tuy có lớn nhưng mà vẫn cầm rất là vừa vặn trong lòng bàn tay. Thiết kế tổng thể trên cả hai máy thì gần như không có quá nhiều điểm khác nhau, khi mà cái điểm khác nhau duy nhất đó chính là cái cảm biến vân tay ở phía mặt lưng của chiếc Samsung Galaxy Note 9 thì đưa xuống phía bên dưới. Mà nói thật là cái sự thay đổi rất là nhỏ này thì cũng không đem lại cái sự tiện lợi cho mình quá nhiều, bởi vì là thật sự là cái cảm biến vân tay này vẫn rất là cao và đối với một chiếc máy nó to như thế thì mình vẫn chẳng chạm tới được. Và cái điểm tiếp theo mình muốn gửi đến cho các bạn đó chính là trải nghiệm về chiếc Bud S Pen. Điểm khác biệt mà Samsung đưa ra trên Bud S Pen thật sự là không quá nổi bật. Các bạn có thể cho nó là rất là cải tiến nhưng mà với một người dùng phổ thông thì liệu chúng ta có sử dụng Bluetooth trên chiếc Bud này hay không? Các bạn hãy cân nhắc cho kỹ nhé. Mình nghĩ là chúng ta nên mua một cái sản phẩm để nó phục vụ cho mình và nên thực tế, chứ đừng bị những cái tính năng mang tính chất marketing che mắt. Với Bud S Pen trên chiếc Note 8 thì các bạn có thể ghi chú ngay trên màn hình tắt, lưu trữ tới hơn 100 trang dịch thuật nhanh văn bản, gửi ảnh gif rất là ấn tượng luôn. Còn về camera thì Samsung đã rất là chịu chi trên chiếc Samsung Galaxy Note 8, nhất là cái cụm cam thì được trang bị công nghệ chống rung quang học OIS trên cả hai cái cam ở phía mặt sau, chứ không phải là trên một cái cụm cam chính đâu. Với cái thuật toán xóa phông mới thì Samsung Galaxy Note 8 cho cái khả năng xóa phông vô cùng ấn tượng, cùng tính năng Live Focus giúp tùy chỉnh mức độ mờ của hậu cảnh, tức là xóa phông đấy, trước và sau khi chụp ảnh một cách rất là dễ dàng. Cái cụm cam trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 thì mình công nhận nó đỉnh thật, nhưng mà nó lại bê nguyên từ chiếc Samsung Galaxy S9 Plus lên. Và thật sự đối với một người dùng phổ thông bình thường thì rất là khó để có thể phân biệt được những cái chi tiết rất là nhỏ khác nhau giữa cái chất lượng ảnh của hai chiếc máy này. Còn về những cái tính năng khác như là chuẩn chống nước IP68 hay là cảm biến bóng mắt khuôn mặt thì trên cả hai máy đều khá là giống nhau. Thật sự thì khi mình làm cái video này thì không phải là mình chê chiếc Samsung Galaxy Note 9, nó là một chiếc flagship khá là hoàn thiện ở thời điểm hiện tại. Các bạn không thể tìm được một chiếc máy nào ngon hơn cả. Nhưng mà cái việc nó chênh hơn khoảng 10 triệu so với lại một chiếc flagship cũ mà trong khi cái giá trị sử dụng của nó thì cũng không tăng lên mấy, chỉ một vài các cái tính năng nhỏ cải thiện mà thôi. Vậy thì các bạn thấy có xứng đáng hay không? Ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là các bạn nên mua chiếc Note 8 thì nó sẽ hợp lý hơn. Và tại Hùng Mobile thì bây giờ đang có khá là nhiều các cái phiên bản cho các bạn lựa chọn, như thế là cái phiên bản Mỹ này, Mỹ Full Book này, phiên bản Hàn này, đó, rất là nhiều các cái phiên bản luôn. Vậy thì anh em có nhận xét gì về cái quan điểm này hay không, và cái quan điểm của các bạn như thế nào về chiếc Samsung Galaxy Note 8 và Note 9 thì hãy để lại comment xuống bên dưới nhé. Và đừng quên là nhấn nút subscribe để ủng hộ Hùng Mobile. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.